tiếp như cánh hoa tàn trong bầu tu. Trời ơi, dải đất Mã Ngôi đã gần tan hồi trong trần. Cớ sao An Lộc Sơn chàng đâu dâng bóng để cho Dương Quý Phi như một bông hoa rã cánh rụng bên đường. Mau đổ thì phôi khói lửa dậy xa trường. Thiếp đã mỏi mắt nhìn ra ngoài vắng ly, mãi mong chờ gió ngựa hồi quy. Mặt mưa đậm chiến bào gió thốc nhung y, chàng sẽ dẫm lên ngàn vàng xác quân thù. Vượt biên thùy qua mấy dặm quan sang, đưa thiếp ra khỏi nơi muôn trùng khói lửa. Chàng đã ban cho thiếp những phút giây diễm ảo trong những đêm tuyết rơi trắng xóa lạnh cung phòng. Chúng rủ hoàng hoa đái ngộ khách anh hùng, sau đêm ngàn ngọc dây hương tình men rượu. Thiếp tiện chân người dặn gió dày sương, khi bóng ngựa hồng khuất dạng giữa màn đêm. Thiếp lại dò dò với nỗi sầu cô lẻ, nghe tiếng hoa rơi gió đùa bên vách quê. Đêm xuống lạnh lùng biết tâm sự cùng ai. Bông hoa rụng gieo sầu cho người vô vọng, ngẩn ngơ ngơ ngẩn trong mộng. Bao giờ nguôi niềm thương hận, trong chừng ra ngoài muôn dặm. Bóng dáng bước sau núi rừng, ngoài quan sang gió ngàn lạnh lùng. Nghe tiếng trong chiên vang dậy liên hồi bên tai, mơ nhìn theo làn mây bay. Phút giây sắp lìa thế gian, duyên tình thôi đành ly tan. Cánh hoa giữa mùa chiến chinh lửa binh tao loạn thân phận. Rồi đây heo tàn tớ tươi, sắc hương phai nhạt rơi rụng. Vùi chôn dưới vùng cố quang, người muốn dẫm bây giờ nơi đâu. Nhưng bóng tà quy đã lẩn khuất dưới chân mây, như báo hiệu một ngày thu bắt đầu hấp hối. Cớ sao An Lộc Sơn cho trở về đây với người mòn trong mỗi đời? Hay là gió ngựa biên cương đã lạc lối quay về? của đồi Thanh Thượng phải viết thiếp cho yên nhà lợi nước. Mà ngẫm ra thì thiếp nào có tội tình chi. Trời đã sinh ra khóe mắt làng mi, thiếp như thể một đóa hoa kiều diêm chưa hưởng trọn một mùa xuân thắm. Sao nỡ nhân tâm giết thiếp chưa đành. Sao kẻ anh hùng chưa dục gió hồi quy, hay là đợi đến khi tiếp chỉ còn là một thân xác vô tri, thân ngà ngọc mặt mũi lầm cát phủ. Nguyên khuyết mấy tấn cành rơi lá đổ, ai ra đi để ai nhớ ai sầu. Cuộc ái ân ngàn đời cách biệt, đợi đến khi tàn cơn binh biến thì chàng đâu còn gặp mặt thái chân. Rồi tay nào chàng ấp ủ dung nhan, tay nào lao lệ anh hùng ngàn dài.